đặt cốc thủy tinh lên cân, chỉnh cân về số 0, rót vào cốc dung dịch HCl1em đến khối lượng 100g, thêm tiếp một lượng bột magnesium một cốc. Khi không còn khí thoát ra, cân thể hiện giá trị là 105,5g. Khối lượng magnesium thêm vào là bao nhiêu? Rồi tính khối lượng muối cho nó chấm. Ok. Ở đây thì người ta hỏi khối lượng magnesium thêm vào là bao nhiêu, chúng ta đâu biết khối lượng nó bao nhiêu đâu, thì các con đặt đi. Khối lượng của magnesium, magnesium là ký hiệu là Mg đúng không? M nhỏ của Mg các bạn đặt là xì đi, không biết gì hết đặt là ít. Đặt khối lượng của Mg là ít, tất nhiên ít phải lớn hơn 0. Đúng không ạ? Rồi ok. Thì lúc này chúng ta có cái gì? Mình có một cái nền tảng quan trọng về bảo toàn khối lượng. Đúng không? Ở đây thì các bạn có là gì? Mình hiểu cơ bản nha, mình có cái phương trình nền tảng là Mg cộng HCl. Ra thì là MgCl2 cộng H2. Rồi đó các con cân bằng thôi. Đúng không? Mg cộng HCl magnesium là Mg. Rồi. Thì lúc này các bạn có ít gam. Đúng chưa? Thì các bạn có một điều nền tảng là gì? Khối lượng, tổng khối lượng của chất trước phứng sẽ bằng tổng khối lượng của chất sau phứng. Tức là tổng khối lượng đầu sẽ bằng tổng khối lượng sau. Và trong trường hợp này á, khối lượng đầu ở đây chính là đầu tiên là khối lượng của Mg. Khi các bạn bỏ vào trong khối lượng của dung dịch HCl, các con thấy không, nó tương ứng nó khớp này không, nó hoàn toàn khớp này không, Mg này không, HCl này không, nó hoàn toàn khớp với các dữ kiện phía trên ha. Rồi ok ha. Sau phản ứng ấy thì các bạn thu được là dung dịch sau. Dung dịch sau thì các bạn có M dung dịch sau. M dung dịch sau thì gồm có Mg đã bị hòa tan và HCl còn dư nếu có. Đúng chưa? Và các bạn cộng với M gì các con? M của khí H2 bay lên khỏi dung dịch. Đó, hay chưa? Các bạn thấy không? Mọi thứ nó vừa khớp với bảo toàn khối lượng. Và đây là phát biểu của định luật bảo toàn khối lượng. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có ha, đây chính là bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn khối lượng, một trong lực quan trọng bậc nhất của hóa học. Rồi ok, các bạn có mấy này rồi, các bạn bắt đầu gáp số liệu vào thôi. Điểm này chúng ta có gì mặt số liệu nè. Khối lượng Mg này chúng ta đặt là ít rồi, thấy không? Các bạn thấy không? Ban đầu chúng ta đặt ít nè. Cộng cho khối lượng dung dịch HCl. Khối lượng dung dịch HCl ban đầu. Khối lượng HCl ban đầu chúng ta có là gì? Ở đây á mình hồi nãy chúng ta đặt, khoan nha, bình tĩnh. Hồi nãy chúng ta đặt số mol là hồi nãy đặt số mol đi cho nó dễ mấy đứa ơi. Số mol đi, hồi chúng ta khỏi mất công chúng ta chia. Đây chúng ta đặt ở đây á chính là số mol đi. Đặt số mol của Mg lít, các bạn sửa lại giùm tôi xíu nha. Đặt số mol ban đầu của Mg lít thì hôm nay mình có 24x. Dưới đây mình có 24x, có nhanh quá không? 24x, tại sao 24x? Tại vì số mol của Mg lít thì chuyển qua m nhỏ bằng số mol nhân m lớn là bằng x nhân 24, 24 chính là m lớn của Mg. Trời, đứa nào có nền tảng mới làm mấy câu này nha, còn không có nền tảng thôi ao. Đọc nãy giờ tôi nói chả hiểu gì hết, đúng không? Khối lượng dịch HCl ban đầu đề cho 100g. Rồi lúc này bằng khối lượng dịch sau đề cho rồi luôn kìa. Thêm nước rồi, khi không còn khí thoát ra, cân thể hiện giá trị 105,5. Tức là ban đầu trong này có khối lượng dịch sau là 105,5g dung dịch, tính luôn nước trong đây đấy. Rồi khối lượng H2 thoát ra là bao nhiêu thì các bạn tính dựa trên nền tảng phương trình thôi. Ở đây nè các bạn, các con đặt ban đầu số mol của Mg lý thấy không? Thì lúc này mình có ít mol Mg nè các bạn chuyển qua đây. Nhân chéo chi ngang thôi thì các bạn thấy số mol H2 cũng là ít luôn. Ít nhân 1 chỉ 1 là ít luôn. Điểm này là ít là số mol, các bạn nhân với M lớn là 2. Tại vì M nhỏ của H2 sẽ bằng số mol nhân M lớn. M nhỏ bằng số mol nhân M lớn. M nhỏ bằng số mol nhân M lớn là bằng ít nhân với 2 là M lớn H2 là M là 1 nhân 2 là 2 đấy. Được chưa? Rồi ok, các con có cái phương trình này được thiết lập. Rồi sau đó mình ship sau mình giải phương trình này ra thôi. Rồi vậy thôi nha. Đây là một câu rất là nền tảng, thì có phương trình này chúng ta bắt đầu bấm phương trình một ẩn để chúng ta giải cái câu này ha. Rồi ok ha, mình có phương trình mình nhập mình giải ha. 24x cộng cho 100. 24x đâu đây, cộng cho 100 alpha bằng 24x cộng 100 bằng 105,5. 105.5 cộng cho 2 nhân x, đúng không? Các bạn bấm đúng cái phương trình đấy. 2 nhân x. Rồi ok. Đây, x bằng 0,25, đúng không? Máy tính tự giải rất là hay luôn. X bằng 0,25, suy ra x bằng 0,25 mol. Rồi ok. Đấy, vậy là chúng ta ra được số mol của Mg ban đầu chính là bằng 0,25. Đề hỏi khối lượng magnesium thêm vào là bao nhiêu? Rồi bắt đầu trả lời với cái câu hỏi này thôi. Rồi để hỏi khối lượng magnesium thêm vào là bao nhiêu? Có 0,25 rồi, chính là bằng số mol của Mg, mình ghi đây luôn ha cho nó dễ. Rồi. Vậy lúc này mình suy ra từng ý một nữa các bạn, câu A đúng không? Khối lượng magnesium thêm vào là bao nhiêu? Khối lượng Mg thêm vào 0,25
0.25 cái con nhân cho 24 là 6 gram, đúng không? 0.25 nhân 24 bằng 6. Mà nhỏ thì bằng số mol nhưng mà lớn, đúng không? Cái công thức này như không biết nữa, đúng không? Bạn vào đây các bạn làm câu này nó không phải mức độ dễ mà mức độ từ 7 điểm trở lên, nó phải nắm cái nền tảng chắc rồi. Rồi tương tự đó là câu A xong. Câu B, câu B tính khối lượng muối. Muối ở đây thì công thức các con thấy rõ rồi, chính là MgCl2, chính là muối đấy. Muối sinh ra trong chỗ này. Gì vậy tèm. Rồi, khối lượng của MgCl2 thì các bạn nhìn trên phương trình các bạn thấy số mol nó cũng là 0.25 luôn mà. Rồi 0.25 nhân với M lớn của MgCl2 thôi. Rồi 0.25 nhân mở ngoặc. MgCl2, Mg là 24 cộng CL2 35.5 nhân 2 lịch 23.75. Đây là M lớn. 23 nhân cho 24 cộng cho 35.5 nhân 2. 23.75 đúng không? 23.75 gam. Nhớ ghi đơn vị nha. Tôi chấm bài nhiều đứa nó không ghi đơn vị vì trừ điểm ngắn chiều. Rồi, đề hỏi là thể tích khí hydrogen thì tạo ra là bao nhiêu, là VH2. VH2 thì bằng số mol H2 cũng là 0.25 luôn, nhìn như phương trình là thấy đó, nhìn thấy chi ngang không đấy? Không. Nhìn thấy không? 0.25 luôn nè, là ít luôn nè. Chỉ có thằng HCl là 2 ít thôi. Nhưng mà đề nó không hỏi HCl. Đề nó không hỏi HCl. 0.25 nhân 24.79 các bạn. 24.79. V thì bằng số mol nhân cho 24.79 đúng không? 0.25 nhân cho 24.79. 0.25 nhân 24.79. 6.1975. 6.1975 lít. 6.1975 lít. Rồi ok, chấm hết. Rồi các bạn có gì không rõ cứ bình luận bên dưới ha. Đây là câu tính toán khá là hay đấy.